Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và một vị khách mà chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay là cô Lily Đỗ Minh Tâm đến từ thành phố Houston. Xin trân trọng kính chào cô và welcome cô đến thành phố San Jose, thung lũng điện tử của Silicon Valley. Xin chào cô. Dạ, em chào anh Nam. Dạ, xin chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam tại hải ngoại. Minh Tâm lần này đến San Jose cảm thấy đến như thế nào? Em cảm thấy rất là vui vì em có thể góp được một chút cái tiếng nói của mình gửi đến cho quý đồng hương, gửi đến cho kiều bào Việt Nam tại hải ngoại của mình, để mà bà con có thể hiểu được thêm về cái cuộc sống của những người thương phế binh hiện tại còn đang ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong chương trình trước và thưa truyền cùng với anh Nam Lộc thì chúng tôi có nhắc đến một thế hệ trẻ. Trong cái thế hệ trẻ đó dấn thân vào để phụ giúp các thế hệ đàn anh để chăm sóc, giúp đỡ, bảo trợ thương binh, thì cô Minh Tâm đến từ Houston là một trong những người trong thế hệ trẻ đó. Có thể lần đầu tiên được mời cô lên làn sóng này, thực ra đã mời cô lên cách đây khoảng chừng 10 năm trước rồi. Lúc đó còn rất là mới cái hệ thống và truyền thông, truyền hình mạng còn rất là mới toanh, gần như mới toanh trong cộng đồng người Việt. Thì lần đó một trong người đầu tiên mà chúng tôi có dịp phỏng vấn là cô Lily Minh Tâm từ Houston. Tuy nhiên trong 10 năm vừa qua cô không xuất hiện, cho nên một số quý vị cảm thấy hơi xa lạ. Lần đầu trở lại với truyền hình Cali Today, mời cô có thể giới thiệu đôi chút về công việc của cô tại thành phố Houston, thưa cô. Dạ, cảm ơn anh Nam có nhắc tới buổi thâu hình của 10 năm về trước. Minh Tâm làm về real estate, mortgage, làm về chuyên về mua bán nhà cửa và cơ sở thương mại và management ở Houston. Cái đó là về business, về công việc làm thực hiện tại của Minh Tâm. Nhưng mà Minh Tâm tới đây hôm nay là để muốn nói về cái chuyến về Việt Nam hè vừa rồi của Minh Tâm và gia đình, để tới thăm các cô chú các bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, khi mà tôi nhìn trên Internet, qua YouTube và đọc được, xem được cái cuốn video được post lên cái mạng YouTube và Internet, tôi cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì tôi thấy hình ảnh một cô gái, một cô tương đối trẻ tại hải ngoại, cùng với gia đình lặn lội về những miền quê Việt Nam đến thăm những thương binh và ghi lên những hình ảnh rất là xúc động. Và thưa quý vị, để mở đầu câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi thước phim mà chính cô Minh Tâm và con trai của cô năm nay mới 11 tuổi đã quay tại Việt Nam. Tuy cái kỹ thuật quay phim của cháu còn rất vụng về, nhưng mà cháu đã theo mẹ, theo bước chân của mẹ để đi về những làng quê xa xôi để mà thăm các vị thương binh. Và chúng ta biết rằng có những người gần như là không tìm được, hay ở những cái vùng xa xôi lắm, mà hai mẹ con đang lặn lội tìm đến những nơi trốn xa xôi ấy để trao tận tay của mình những món quà tặng ân tình từ cô và gia đình cô cho đến thương binh. Cuốn phim tuy nó không được chuyên nghiệp, nhưng quý vị cũng có thể nhìn qua đó để thấy cái đời sống, một phần đời sống thương binh tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị xem qua của phim sau đây. Kịp lớn giữa thù hằn,
lòng gánh nỗi điều linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh, hay ngồi đau thân lặng giữa thanh bình. Dạ chào chú, con tên là Minh Tâm, con ở Houston. Con trong cái nhóm Houston Cảm ơn Anh á, thì về đây trước là thăm gia đình của thăm chú. Xin lỗi chú cho con biết lại cái tên của chú. Nguyễn Văn Ngôn. Chú tên là Nguyễn Văn Ngôn. Số quân của chú là 68, xẹt 15495. Dạ. Chú bị thương năm nào chú? 13 tháng 5 1972. Dạ, ở chiến trường nào chú? Chiến trường Quảng Trị, Hải Đăng. Chú bị là thương tật nó ghi là bao nhiêu phần trăm? 100% để tâm nhân. 100% luôn. Lúc đó là đi bằng xe lăn. Dạ. Bây giờ tôi về đây cách này cũng hồi có cái tour mới thấy mình đi hơi đi yếu yếu đó. Trước là phía bên mình ở Châu Phú mới sinh Trần Viết Nghĩa, bên xe cũ anh Nghiệp đó. Dạ. Rồi giải phóng tôi lấy nhà. Lấy nhà rồi sau là đi làm cả buổi đời bên xe. Tôi không muốn gửi nhắn nhủ gì với đồng đội của chú, bạn bè chú hay đó. Bây giờ bạn bè cũng không biết còn ai nữa. Dạ. Có còn có một đứa em nó tên bé Hai. Dạ. Nó ở tiểu đoàn 3, tiểu đoàn mới của chú kiếm thầy Lập nó đi. Mà bao nhiêu lần nhắn tin lên mạng cũng nhờ tụi nó đó. Mà cũng không liên lạc được. Dạ. Thì hồi trước má nó lúc mà nó đi chịu chiến á thì má nó còn là má nuôi của tôi. Dạ. Thì khi mà nó đi qua bển là bạn không biết nó sống hay chết, thì bạn có nhắn tôi khi mà sau này con ba thằng bé Hai á thì có trở về nói rằng là tao đã chết rồi, nên là những nhủ mà cũng không có yêu cầu rồi đó. Dạ. Thì xin bây giờ tôi cũng cảm ơn những người mà đã nghĩ đến em chúng tôi. Dạ. Vì những người tôi là thầy cô thì cũng mà bây giờ thấy người Việt mình thì cũng cái khả năng của mình như đó thôi. Nhưng mà trước kia người Mỹ khi mà buông rơi vậy, Việt Nam còn qua mà để mà bức thử được tôi á, có những cái nguyện, có những hứa hẹn với chúng tôi không? Dạ. Giúp đỡ mà giờ không biết. Chú cho con biết lại chính xác tên của chú. Tên của chú là Đỗ Thưởng. Dạ, chú cho cái số quân của chú luôn chú. 58. Dạ. Xuyệt 208 247. Dạ. Chú không bị thương năm nào chú? Chú bị thương mùa hè đỏ lửa năm 72. Dạ. Khi mà đơn vị mà hồi đó ông Ngô quân trưởng á, ông đưa đơn vị chú tam phái cho dù để tái chiến lại của thành Bộ Kỳ. Dạ. Lúc mà chú bị thương đó là chú bị nó nói cái thương tật của mình tập được bao nhiêu phần trăm chú? Chú hồi nữa là coi như là trong chú có được đó là 85%. 85%. Là chú bị gãy tay. Coi như là cái này hoàn toàn nó liệt như thế này không. Dạ. Không làm cái gì được cái tay này. Cái thằng này chỗ đùi này thì nó lành. Còn hồi nhảy cái máy bay á thì các bạn để mà chú á thì nó bị cả cái đầu gối. Dạ. Nhưng mà nói chung thì bây giờ thì nó có những vết thương thì lâu lâu thì nhất là nó hành hạ đó. Còn lại thì cái cổ này thì nó bị cuộc sống cổ của bác sĩ không quyết định mổ mà chuyện nhiều quá nó chịu nổi. Mình cũng xin cảm ơn tất cả đã nghĩ đến những người mà vì chiến tranh. Dạ. Vì một lần nào đó mình cũng có cái ý tưởng gọi là hy sinh cho đất nước. Dạ đúng rồi. À đó, hy sinh cho đất nước. Nhưng mà qua gần 40 năm, 40 năm thì không hay gì hết. Bữa nay được, nghĩa là các cô, các thiện nguyện, các người mà thiện nguyện cũng như là bên hội nào ở bên đó người ta nghĩ đến mình. Dạ. Thì thôi thì chú bây giờ sắp già rồi, nói thiệt ra thì ai đến cho gì mừng cái đó mà cũng cảm ơn những cái gì cái lòng tốt của những người đã nghĩ đấy. Dạ. Nếu có nghĩ đấy thì chú nghĩ rằng chỉ có những người nó nghĩ mình thôi. Dạ. Chứ còn bên này thì họ thương binh của họ thì họ có. Dạ, họ có những cái chế độ của họ này có. Dạ đúng rồi. Mình cầu gì cho mình là kẻ cái người của những người đó mà có. Dạ đúng rồi. Đó, khi mà đã rồi thì tất cả nó đã hết. Thì nó hết nhưng mà hết nhưng mà cái lòng chưa chắc đã hết. Dạ. Lời gì tất cả trong lòng vẫn nói không hết. Dạ. Cái giọt nước mắt mà của người 80 tuổi nó đã nhỏ xuống vì cái sự xúc cảm của các cái người đã thiện nguyện, các cô đã có làm đến đây đó, thì tất cả những cái chuyện đó thì
ghi ra bên trong lại. Và chú nghĩ rằng chỉ có một cái là khi mình, nếu ông trời cũng cho sống trong biểu nhắm mắt về đời thì chú cũng không nhớ nghĩ với các cô ở ngài đó họ đã đến rồi thăm mình. Dạ. 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 Thì trước thì tôi phục vụ ở đơn vị kiểm soát khách, thế số cơ quân của tôi là 74, trẻ 150. Lương năm 74, ngày 30/6. 30/6/74, chiến trường nào vậy bác? Chiến trường Long Khánh. Chiến trường Long Khánh. Dạ. Từ hồi trước, từ sau 75 tới giờ và cũng chẳng có nhận được quà hay là tiền gì đó từ nước ngoài để có bỏ cho hành có 5-7 lần. 5-7 lần mỗi lần được bao nhiêu đó? Nhưng mà có lần nhiều nhất là 2 đô. Dạ. Thường thường là 50 đô. Dạ. Dạ là 50 rồi. Nguyễn Khắc Bảo. Số thương là 73/2-03-935. Dạ. Chú bị thương năm nào vậy chú? Bị thương năm 1973, tại chiến trường Quảng Ngãi. Tại chiến trường Quảng Ngãi, dạ. Do chiến đi nhập cảnh. Bao nhiêu phần trăm thương tật vậy chú? Chú 100%. 100%, dạ. Đầy thân nhân, dạ. Chú bị một tay, một mắt, còn mắt này nó cũng mờ lắm. Dạ. Cái đối diện của con đi, không biết cái nét mặt của con thế nào hết. Dạ. Chập nữa đi ra ngoài đường chú cũng chẳng biết, nếu gặp lại chú cũng chẳng biết con là ai hết. Chắc là mắt như nó mù từ hồi là chú còn 20 tuổi kìa. Dạ. Là nó đã bị một thương, đã bị cái mảnh trong con mắt nó hư, nó mất đi nửa con mắt rồi. Dạ. Tuổi già nữa nó cũng thành suy yếu nữa. Dạ. Tên của tôi là Nguyễn. Nguyễn Văn Lời. Dạ. Quân 6-1-0-0-0-3. Dạ. Chú bị thương năm nào chú? Năm 1967. Ồ, năm 67. Ở chiến trường nào vậy chú? Củ Chi. Ồ, bị ở Củ Chi. Dạ. Rồi từ trước tới giờ chú có nhận được quà hay là tiền gì của bên nước ngoài gửi về biết cho chú không chú? Có bác Ái Francisco hay là hội dòng chú Cứu Thế? Thương Phê Bình của bà Hạnh Nhân. Ở bên Mỹ. Dạ. Mỹ được 500. Dạ, được bao nhiêu chú? Được 200 đô. Dạ, được 200 đô. Có năm được 200. Dạ, có năm được 200, có năm được 100. Dạ. Dạ, hảo tâm, dạ. Con cũng nói chú nghe là vậy, bên đó tụi con có cái danh sách tổng cộng là tới 20.000. 15.000 thương phía bên với 5.000 là cô nhi quả phụ. Thì tổng cộng là 20.000 mà mỗi năm bên đó tụi con đi quỹ được khoảng chừng 1 triệu là nhiều lắm. Thì 1 triệu mà chia ra mỗi người 100 đồng thì chỉ mới được có 10.000 người thôi. Thành ra cái năm nào cũng vậy, cũng có người không. Nên nói để cho chú hiểu bây giờ tụi con cố gắng để mà gây quỹ thêm. Dạ. Nói thiệt người. Dạ. Con, anh, con tụi tôi, tôi hỏi chuyện đó. Tôi nghĩ có là giúp. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã xem qua cái cuộc phim này. Nhưng mà Minh Tâm à, anh Nam muốn hỏi là từ một người làm địa ốc, từ một người quản trị về bất động sản, từ người làm về cho vay nợ, mua nhà, cái duyên cớ nào mà đẩy cô vào trong cái lĩnh vực mà lo lắng, chăm sóc và góp phần của mình vào trong cái sự giúp đỡ cho thương phương binh thưa cô? Thực ra thì cũng là một cái duyên tình cờ cho anh Nam. Bản thân em thì từ trước tới giờ mỗi hè, năm nào cũng vậy, em vẫn hay về Việt Nam, đưa các cháu về Việt Nam để mà tới thăm những cái trại mồ côi, những cái nơi người già neo đơn. Và em làm cái công tác mà mổ mắt từ thiện là cũng gần 10 năm nay rồi. Hè năm nào em cũng đưa các cháu về. Thứ nhất là để chia sẻ với những cái người Việt Nam sống ở trong những cái làng quê hẻo lánh. Họ được sáng mắt, mình giúp cho họ mổ mắt từ thiện anh, để được họ được sáng mắt để họ có thể tự lo cho cái cuộc sống của họ.
Thứ hai nữa, em muốn cho con của em nó có một cái bài học để mà nó nhìn thấy được cái cuộc sống hiện tại của nó ở xứ Mỹ nó quá đầy đủ, nó quá sung sướng, và nó nhìn thấy được những cái người khác sống cực khổ để mà nó có thể cảm thấy là nó hạnh phúc với những gì nó đang có, và nó đừng có nó biết chia sẻ. Cái đó là cái một cái bài học em muốn dành cho con của em sau này, để mà khi lớn lên nó biết sống chia sẻ với người khác. Thì cái đó là một phần từ trước giờ em vẫn làm, thì cho cái duyên may đưa đến để mà em làm cái chương trình cho Thương Phía Binh, là vì em và vài người bạn ở Houston thì tình cờ mới ngồi nói chuyện, thì em mới cũng nói với mấy chị bạn là ồ, về Việt Nam thì em có gặp mấy chú mấy bác Thương Phía Binh đi bán vé số, đi chạy xe ôm, thấy tội nghiệp lắm, thấy thương lắm. Thì mới đầu là mấy chị em định mỗi người hùng khoảng 10.000 thì mang qua cái chương trình chương trình Cảm ơn anh kỳ chính. Nhưng mà rồi sau đó mới nói 4-5 chị em của mình, tại vì em và chị Christine là làm về real estate, về địa ốc, và một người bạn nữa là anh đó là luật sư, và một người bạn trong nhóm của tụi em nữa là chị là dược sĩ. Thì tụi em làm về business, nên nói là thôi bây giờ mình dùng cái mặt của mình mình bán cái mặt của mình để mà mình kêu gọi cái sự đóng góp. Và thế là trong vòng có 6 tuần lễ mấy chị em mới tổ chức cái chương trình Houston Cảm ơn anh. Thì may quá tụi em hơn cái sự mong đợi, và tụi em quý đồng hương ở Houston và cùng với lại những cái đóng góp của tụi em gom lại được là khoảng 270 mấy ngàn. Wow. Thì và trừ sau khi trừ chi phí là còn lại là khoảng 224 ngàn, hơn 224 ngàn. Và hôm đó thì các chị đã thay mặt tại vì đợt đó là em đi về Việt Nam, thì mang qua cho chương trình Cảm ơn anh kỳ chính ở ở đây ở San Jose. Thì at the same time thì em dẫn các cháu về Việt Nam. Lý do là tại vì trong một cái lần thư chuyện với lại chú Nam Lộc, thì chú có nói là hiện tại bây giờ trong danh sách của cô Hạnh Nhân là mình đang có tổng cộng 15.000 Thương Phía Binh và 5.000 quả phụ. Thì em nghe con số nó nhiều quá, mà giống như chương trình năm ngoái của Cảm ơn anh thì mình gom được khoảng 1 triệu. Thì em nghĩ 1 triệu cũng chỉ chia được có phân nửa, chưa tới phân nửa cái số tổng cộng số Thương Phía Binh mà mình có. Thì em mới nói thôi vậy chú cho con xin danh sách khoảng 20 người Thương Phía Binh ở vùng Đồng Nai. Em là người Biên Hòa, Đồng Nai, nên em mới nói với chú thôi cho con xin danh sách khoảng 20 người ở Đồng Nai, để khi mà con về con sẽ cố gắng tới thăm họ. Tại vì con cảm thấy đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của những người Việt Nam sống ở hải ngoại. Mình đang sống một cái cuộc sống đầy đủ, thì mình muốn thăm, ít nhất là mình tới mình thăm, mình chia sẻ với họ. Và thứ hai nữa, mình coi cái cuộc sống hiện tại của họ như thế nào, để mà tại vì cũng có những cái người mình chỉ có tên, danh sách và địa chỉ của họ, nhưng mình không có biết thực sự cái cuộc sống của họ như thế nào. Thì em mới muốn về và tới thăm. Thì cái đó là cái câu chuyện bắt đầu cho cái chuyến đi của em. Dạ. Nghe chuyến đi của cô cũng đầy gian nan phải không? Dạ, thật sự thì em nói thiệt, rất là gian nan, nhưng mà nó rất là xứng đáng với cái thời gian và cái tiền bạc của em bỏ ra. Tại vì anh biết đó, địa chỉ, tên và ở bên Việt Nam trong cái danh sách mà của chú Nam Lộc đưa đó, có nhiều người chỉ có tên. Em nói thí dụ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, ấp 1, xã Việt Kiều, ấp Tân Thới, huyện Nhân Trạch, như vậy thôi à. Không có địa chỉ chính xác. Tại vì ở Việt Nam á, những cái vùng nó chỉ dùng ấp xã là mình tới. Nó không có như bên đây mình bấm GPS cái là tới nhà. Có những cái địa chỉ không có số điện thoại nữa. Mà cũng khổ một cái là khi mà mình về mình tới nơi mình tìm á, một ấp một xã nó có khoảng 200 hộ, 300 hộ. Nếu như mình biết đúng cái tên chính xác, giống như nhiều khi ở Việt Nam họ gọi chú 5, chú 7, chú 10, chứ đâu có gọi tên đúng như trên cái ID trên cái bên Việt Nam gọi là chứng minh nhân dân, đâu có gọi đúng tên đâu. Thành ra khi mà mình hỏi á thì cái người dân họ không biết, họ chỉ biết là ông 5, ông 7, ông 10, chứ họ đâu có biết là chú Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đâu. Mà thực sự ra em cũng không có dám hỏi cái người công an địa phương, tại họ nói là mình nên tìm tới công an địa phương thì mình mới có được danh sách chính xác cái tên. Nhưng mà em lại không có dám, tại vì khi mà mình tới công an địa phương á, thì họ lại nghĩ một á, họ sẽ làm phiền cái người Thương Phía Binh của mình. Thứ nhất là họ không có biết, họ sẽ bên Việt Nam họ rất là sợ, tại vì
cái chính quyền họ hay chụp mũ cái người dân, nên khi mà có một cái người ở nước ngoài tới tìm thì họ sợ làm gián điệp hay là làm cái chuyện gì bậy bạ hay là làm một cái gì đó không có đúng với cái chính sách của nhà nước đưa ra. Và cái chuyện thứ hai nữa, khi mà họ biết là cái người này sẽ có tiền, họ sẽ tới và họ bắt chia chác với họ. Thành ra em thật sự em không có muốn là dính líu tới chính quyền địa phương, nên cái việc tìm nó rất là cực khổ. Nhưng mà thật sự ra không phải vì như vậy mà mình nản lòng, tại vì như vậy mà mình mới thấy được cái cuộc sống của họ nó bị ép bức, nó bị rất là khổ, bị đàn áp. Tại vì á, họ là những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, nên họ, những người của chế độ hiện tại, họ không có ưu đãi, họ không có hoàn toàn, họ không có thương, nếu mà mình không nói là họ ngược đãi. Bởi vậy cuộc sống của họ rất là khổ. Giống như tổng cộng em đi thăm 20 người, trên danh sách là 20 người, nhưng mà cũng có những hồ sơ họ không có tiền nộp lên, họ không có biết nơi để họ nộp lên, và họ không có được cái sự liên lạc. Nên khi mà cái danh sách chú Năng Lộc đưa em là 20 người, nhưng mà em đi tổng cộng là 24 người, tại vì những cái người thương binh khác thì giới thiệu thêm những cái người ở gần đó nữa, mà họ không có được trong danh sách, mà những người đó mới thật sự là những người thương binh. Và anh biết một điều em rất là xúc động, là khi mà em tới, em hỏi tên, cái câu đầu tiên em hỏi là chú có nhớ số quân không, số quân của chú là số mấy, thì cái đó giống như là một cái gì đó ở trong cái mind của họ, nó pop up ra liền lập tức. Họ đọc ra giống như là, giống như em nghĩ it's so amazing. Anh có thể tưởng tượng được trong vòng 40 năm họ không có dùng tới những cái đó, mà khi mà mình vừa hỏi tới là nó có liền, nó come out liền khỏi cái miệng của họ, họ nhớ liền. Thì đó là một cái điều giống như một cái sự hãnh diện, một cái sự mà một cái gì đó thầm kín ở trong lòng họ, khi mà có người hỏi tới để mà họ bộc bạch ra liền. Họ kể lại những cái chiến công của họ, họ kể lại những cái sự hy sinh của họ, họ nhớ rất là rõ. Ok, em hỏi chú bị thương năm nào, họ nhớ chính xác ngày nào, tháng nào, ở chiến trường nào, và cái chiến trường nó như thế nào, họ rất là say sưa, họ kể lại cho em. Cái trận đó đánh như thế nào, đánh vô như thế nào, thì tiểu đội của tôi còn lại bao nhiêu người, thì bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu... Họ kể ra một rất là cảm động. Và người nào cũng vậy, họ rất là vui, rất là mừng khi mà có người, nhất là mình là người gọi là Việt Kiều, về mà tới thăm họ. Họ rất là quý anh, họ rất là quý mình. Nhưng mà trong khoảng 24 người mà cô đã đến thăm ấy, thì cô có thể cho biết những xúc động đã đến với cô trong trường hợp nào? Thật sự ra, cái điều mà làm em xúc động nhất, thật sự ra trường hợp nào nó cũng làm cho em xúc động. Thật sự ra gần như là lần nào em cũng khóc hết. Nhưng mà cái trường hợp đầu tiên thì duyên may em tới với cái chú đầu tiên là ở trên gia kiểm. Từ nhà em đi lên gia kiểm 2 tiếng đồng hồ. Thì mà anh biết cái đường xe đi á, đi xe hơi từ ở ngoài đi vô, rồi sau cái đoạn đường xe hơi là không đi xe hơi được nữa, là phải thuê xe bên Việt Nam gọi là xe ôm á, xe máy á, nó chở mình đi vô. Thì đi vô cái đường ruộng rất là xa. Rồi sau cái đường ruộng đi cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới tới. Thì cái chỗ đó là xe đi nó trợt lắm. Thì em sợ, em không dám đi xe nữa, em nói thôi để em đi bộ. Thì cái đường, anh biết cái đường nước mà giống như đường đất sét á, rồi mưa nó, nước nó trợt á, nên em ngồi xe máy em sợ té, nên em phải đi xuống em đi bộ. Thì đi vô bộ cũng phải 15 phút nữa thì mới tới nhà. Thì cái điều đầu tiên nó làm cho cái tim của em á, nó muốn vỡ ra. Em nói thật với anh, một căn nhà nó rách, mà nó rách gọi là nó không còn chỗ nào để rách hơn nữa. Thì em nghĩ quý vị đã coi qua cái hình đầu tiên đó, là cái nhà đó, cái nhà nó rách nát luôn. Mà cái chú đó cảm giác rất là vui. Đây là nhà của tôi nè cô Tâm, đây là nhà của tôi, đây là chỗ tôi ở. Thì em cảm giác ôi trời, cái nhà, cái gì mà gọi là cái nhà của họ có thể ở được hay sao. Cái mái che ở trên á thì dùng bằng những cái tấm mà ni lông anh che, rồi vách á thì nó rách ra, mà một người mù ở trong một căn nhà như vậy hơn 40 năm rồi anh. Xa xôi. Đúng rồi, hơn 40 năm rồi anh. Mà em mới nói chú ơi, chú ở trong này vậy rồi, chú đi chợ làm sao, chú mua đồ dùng làm sao chú. Thì em mới nói là mỗi lần mà em đi mua gạo á, thắt một ngày trời. Em xin lỗi. Sáng em đi bộ ra tới ở ngoài thị trấn để đi mua gạo.
Hiêm phải ngủ ngoài đó. Và buổi chiều, sáng hôm sau, Hiêm đi bộ từ ngoài đó về tới nhà. Coi như một ngày, mất đi ra đi bộ một ngày, đi vô một ngày. Thì mới có, là cái thời mà chưa có xe cộ, chưa có xe máy đâu nhiều. Cái thời mà mình nói trước năm 90, là cái thời mà còn rất là cực khổ. Còn bây giờ thì cũng có xe máy. Chú đó có một người con trai, một người vợ. Nhà thì nằm á, không có giường, nằm ở giấc á anh. Trải cái chiếu ra, cái mền ra, cái gối. Xong sáng ngủ dậy lấy cái mền như cái gối đậy lại. Cái nền ở dưới là nền đất. Thì anh nghĩ đi, một người già, chú bị mù và chú bị thương ở ngay xương sống á. Thì chú nói là mỗi mùa lạnh nó rất là nhức. Anh tưởng tượng đi, như mình nè, mình nằm trên giường nệm, ngủ ấm áp, mà xâm tha mình còn thấy cái lưng mình nó đau. Còn một người già hơn 60 tuổi bị thương tận qua thì cái vết thương cũ nó tái phát, nó đau nó nhất. Mà Hiêm phải nằm ở trên cái nền đất, một cái chiếc chiếu trải như vậy. Hiêm đi bằng một cái xe đạp. Nó làm cho em đau lòng vô cùng. Tại vì cuộc sống của mình bên đây nó quá đầy đủ, nó quá sung sướng. Thậm chí mình tìm tới những cái chỗ vui chơi, hay là mình xài, mình ăn. Sometimes mình có thể đi vô nhà hàng, mình có ăn một phần ăn 100 đồng, 200 đồng. Chuyện nói chuyện có thể xảy ra với mình. 100 đồng với họ rất là quý anh. Anh nghĩ đi, giống như anh với chú Nam Lộc có từng nói chuyện qua, một năm hội thương phế binh gửi về cứu trợ cho họ 100 đồng một người. Một năm 100 đồng. Anh nghĩ nó có đủ cho cái cuộc sống bên đó hay không? Anh thấy không? Mà anh nghĩ đi, một người họ đã khiếm khuyết, họ không đầy đủ. Như mình bình thường ở bên Việt Nam là một người họ đi làm, họ kiếm tiền đã khổ rồi. Một người mù thì làm sao họ trải qua một cái cuộc sống như vậy? Thì em nghĩ đến lúc, và thật sự bổn phận của những người Việt tại hải ngoại mình phải có bổn phận, có trách nhiệm, nghĩ tới họ nhiều hơn, chia sẻ với họ nhiều hơn, không những về mặt tài chính mà về mặt tinh thần nữa. Nên hôm nay em tới đây, em cũng có một cái lời kêu gọi, tha thiết kêu gọi bà con đồng hương của mình ở hải ngoại này. Nếu như mình có dịp về Việt Nam thăm gia đình, thăm bạn bè, thì xin nhín ra một ngày hay là một buổi, tùy theo cái thời gian của mình. Có thể trước khi đi có thể xin cô Hạnh Nhân, chú Nam Lộc, thậm chí có thể liên lạc với Minh Tâm để xin những cái danh sách những người thương phế binh ở gần nơi mình ở. Giống như em nói, ví dụ một người về Nha Trang, một người về Đồng Nai, một người về Sài Gòn, có thể xin cho xin danh sách 2 người, 3 người, thậm chí 5 người, 10 người thương phế binh quanh cái vùng mình ở. Chứ không có đòi hỏi đi xa giống như em. Em xin là em xin hết Đồng Nai. Anh biết em đi cực lắm. Hết Đồng Nai anh biết một người ở Vĩnh Cửu, một người Nhân Trạch, một người ở Bình Dương, một người ở hướng xa xa, giống như là đi toàn bộ giáp ranh. Tại vì mỗi người ở một nơi, thành ra 20 người đó là gần như em đi hết 20 cái hướng khác nhau vậy đó. Nhưng mà em nói đây là bà con mình có thể xin những cái người ở gần mình ở thôi, không có cần xa, thăm tới thăm họ, chia sẻ với họ. Anh biết rất là quý mấy bác mấy chú, rất là vui. Thậm chí họ rất là cảm động, họ xúc động, họ khóc. Họ khóc nhất là ít nhất là có người bỏ lòng, bỏ công về đây và tới thăm họ, cho họ chút cái cảm giác ấm áp trong cái lòng của họ, những cái phút cuối đời của họ anh. Nhưng mà cô nói cái chuyến đi đó để con cô nó lớn lên, nó sống bên này là hiểu được cái quý giá của cái đời sống của cô. Của con cái cô. Dạ đúng rồi. Và đồng thời cũng gieo cho cháu nó có cái hạt từ bi, hạt bác ái, cái lòng thương người trong người nó. Nhưng mà tôi thấy cô là có lẽ xúc động rất là nhiều khi trải qua cái tiến trình đó, không phải chỉ cho cháu mà tôi thấy cho cô trước hay đã. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà cháu sau cái chuyến đi đó, cháu là người quay hình đó. Dạ. Thì cái cảm nghĩ của cháu như thế nào sau chuyến đi như vậy? Cái này em xin nói thật. Cháu nó cũng trăn trở, nó cũng hỏi. Tại vì ở nhà em dạy cháu nói tiếng Việt, cháu biết đọc, biết viết và nói tiếng Việt rất là giỏi, như là những đứa nhỏ bên Việt Nam. Nên khi mà, tại vì cháu đi theo em, tại vì hôm đợt về Việt Nam vừa rồi em không có được khỏe, em bị bệnh, nên cháu mới nói con đi với mẹ. Với lại nó biết quay phim á, nó dùng cái máy nó quay, nên nó đi là cháu trai 11 tuổi là Kenny Công Thiện, thì nó đi nó quay cho em hết tất cả những cái video
mà quý vị đã coi qua trước trong cái buổi hồi nãy mới vừa chiếu lên, thì cháu nó ngồi được dịp là khi mà nó đi với em thì nó ngồi, nó quay và nó nghe các chú các bác thương binh kể lại những cái chiến tích của họ, những cái hy sinh của họ, và thậm chí có những cái câu nói của các chú mới nói là giống như hồi xưa thì Mỹ có hứa là sẽ lo lắng cho cái cuộc sống của họ về sau này rồi, và rất là nhiều thứ. Nhưng mà sau cái ngày 30 tháng 4 75 thì tất cả họ bị bỏ rơi, và họ không có được lo lắng, họ không có được giúp đỡ. Thậm chí họ rất là chật vật, họ rất là khổ sở cho cái cuộc mưu sinh của họ. Thì cháu có trăn trở, cháu có hỏi em: mẹ ơi, tại sao vậy mẹ? Mẹ ơi, ở bên Mỹ tại sao Mỹ họ lại không gửi tiền về nuôi những người đó mẹ? Mẹ ơi, tại sao mình là những người ở bên đây mình không đóng góp tiền để mà nuôi những người đó mẹ? Cháu nó hỏi cũng nhiều lắm. Thì khi mà em nghe những câu hỏi đó, em rất là vui anh. Tại vì ít nhất một đứa con nít nó có được cái suy nghĩ đó trong lòng của nó, thì có thể nó sẽ là một trong những người đứng ra để mà có thể nối tiếp cái thế hệ đi trước và lo cho những người thương phế binh, những người bất hạnh còn lại ở Việt Nam. Qua câu chuyện kể chúng ta thấy bộ phận của chúng ta không phải chỉ thương phế binh, lo cho thương phế binh, mà bộ phận chúng ta đó cũng không nói, không cho cái con cháu mình, gia đình mình cái cơ hội để nó đánh giá được cái sâu kín nhất về cái công lao, cái chiến tích anh hùng, cái ân tình và thương phế binh đã hy sinh và để bảo vệ miền Nam Việt Nam của chúng ta, hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Trên trường hợp của cháu Kenny đó, thì cháu được cái may mắn được mẹ dắt đi và cháu chứng kiến, và cháu sẽ là cái nhân tố rất là trẻ trung hơn nữa, thế hệ là mới mười mấy tuổi, 11, 12 tuổi thôi, và cháu sẽ cưu mang cái hình ảnh đó, cưu mang cái tấm lòng đó đi vào tương lai. Cho chúng tôi rất là cần những bạn trẻ trong cuộc nói chuyện với Nam Lộc, trong cái chương trình sắp tới mà chúng ta cùng làm với nhau đó, là chương trình Mỗi Gia Đình Một Ân Nhân đó, chúng ta cần rất là nhiều bạn trẻ để cùng thực hiện các cái chương trình computer, các chương trình điện toán, để làm sao dữ liệu hóa tất cả các anh em thương binh đầy quê nhà, và đồng thời đã đưa cái tin tức đi xa đi rộng hết từng gia đình người Việt tại ngoại, từ mọi tầng người Việt tại ngoại, và có thể chúng ta chọn những gia đình mà ta yêu thích, những gia đình ta xúc động, những hoàn cảnh đáng thương mà chúng ta cần giúp đỡ, những câu chuyện thương binh quê nhà được cập nhật, để rồi những tấm lòng vàng từ hải ngoại nối kết những cái thân phận đời của những thương binh tại Việt Nam. Có như vậy thì công việc của chúng ta mới có thể tiếp tục được lâu dài, và có như vậy chúng ta mới giúp đỡ được nhiều hơn. Khi mà tôi xem cái video của cô Minh Tâm á, thì thú thật mà nói là không phải chỉ cô khóc, mà tôi tin là quý vị đang xem, quý vị cũng như tôi, cũng nước mắt dài, nước mắt ngắn. Và có thể quý vị làm một chuyện rất nhỏ, một năm mình chỉ cần bỏ một buổi nhậu thôi, dạ, hay bỏ rồi. Một cái mua sắm nào đó, hay bỏ một cái gì việc nào nhỏ nhất á, quý vị có thể để một tí quà cho các anh em thương binh, kính tặng các anh em thương binh. Có những người bạn của chúng tôi chẳng hạn một năm đi shop là 40-50 chiếc áo, mà đôi khi là không nhớ mình đã có chiếc áo gì nữa, thì ngưng một lần shop trong 50 lần, dạ đúng rồi, thì có thể chúng ta giúp một chuyện rất là lớn tại quê nhà. Cho nên góp gió thành bão, góp gió thành bão thứ biệt ở đời, một tấm lòng quý vị rất quan trọng. Và Minh Tâm cũng tôi cũng xúc động lấy cô nữa, bởi vì khi mà tôi tìm hiểu chính chuyến đi của Minh Tâm về Việt Nam thì thưa quý vị, cái sự mà đến thăm 24 gia đình thương binh là cái chuyện cũng rất là may mắn, bởi vì cô bị bệnh ta sẽ dạ đúng rồi, em vừa về Việt Nam được 10 ngày 5 ngày thì em bị bệnh. Em mà phải đi bệnh viện hết 8 ngày. Yeah. Em nằm bệnh viện hết 8 ngày, nên thật sự cái chuyến đi, tại vì em đã hứa với lòng của em, lúc mà em nói chuyện với chú Nam Lộc, em xin cái danh sách là bằng cái lòng của em rất là cảm xúc động khi mà nói chuyện, em hiểu được thì em mới nói là em muốn về thăm, ít nhất là mình cho họ cái tình cảm của mình tới thăm viếng họ để cho họ vui trước tiên đã, tại vì của ít lòng nhiều, em không có nhiều tiền trong cái khả năng hạn hẹp của em thôi, thì em biếu mỗi gia đình được 100 đồng. Cái thực sự cái số tiền em mang về mỗi gia đình được 100 đồng, một chai dầu xanh, một ít kẹo chocolate,
với lại có một bác ở bên Houston hôm trước, cái chương trình của tụi em làm tiệc gây quỹ á, bác biếu cho, bác cho một cái hộp sâm. Em nghĩ bác lớn, bác khoảng 80 mấy tuổi rồi, bác đi cái xe lăn lên, cái bác nói cho bác gửi cho thương phế binh một hộp sâm. Thì em rất là quý tấm lòng của bác. Thì khi mà em về Việt Nam á, cái em mới nói, em mới chia cái hộp sâm của bác 100 gói, thì em chia ra mỗi người 4 gói, là em chia đều ra 24 25 người, thì mỗi người 4 gói, thì em mới bỏ chung vô cái túi đó. Thì em cũng nói, em nói cái 4 gói sâm thật sự ra nó không có là cái gì hết, nhưng mà nó là tấm lòng của những người ở hải ngoại gửi về cho quê, cho những người thương phế binh của mình. Và một điều nữa em xin nói thêm á, là anh biết không, trong cái số 24 người thương phế binh mà em tới thăm á, chỉ có một trường hợp đối với em cảm thấy là họ có cái cuộc sống đầy đủ. Còn lại 23 trường hợp còn lại nó rất là khổ anh. Một chú á, em nói với anh á, mà cái chú mà nghèo, em nói cái nhà mà bị rách á, ổng làm ruộng ha. Rồi một người khác nữa đó là họ phải đi bán vé số. Em tới em không có báo trước, em chỉ gần tới nơi em mới gọi em tới thì người nhà mới gọi him về. Ổng đi cái xe đạp mà nhấp, ổng đi về, ổng vừa bị mù, mà ổng vừa bị mù mà ổng vừa cục một tay, ổng đi bán vé số. Trong số 24 người đó em tới thăm thì một người là khá, ba người qua đời anh. Thành ra thật sự ra cái việc mà mình làm á, mình nên làm liền bây giờ, mình không thể nào đợi được. Tại vì em có một số người bạn, trong cái số mà 24 người thì có hai hoàn cảnh rất là thương tâm, rất là giống như cái chú mà em mới nói. Rồi thêm một chú nữa là bán vé số, thì chú có nuôi một mẹ già 88 tuổi. Em mới nói chứ trời, chú vừa mù, chú vừa cục tay mà phải đi bán vé số nuôi mẹ già nữa. Mà chú ở cái nhà là cái nhà thuê. Hồi xưa là chú ở ngoài Phan Rang á, xong chú vô ở Phước Hải, chú ở Phước Hải Biên Hòa đó, chú ở thì chú thuê cái nhà đó, chú ở 25 năm rồi. Nói cái nhà, cho nó ra cái nhà, em nói thật với anh á, cái chu vi, cái diện tích mà toàn cái nhà đó là bằng ba chiếc xe của mình, hai hay ba chiếc xe của mình cộng lại thôi. Nó chỉ bao nhiêu đó, ban ngày á thì cuốn chiếu lại cái chỗ đó để sinh hoạt gia đình, buổi tối thì trải chiếu ra nằm ở đó ngủ. Bếp cũng ngay đó, toilet cũng ngay đó, ăn cũng ngay đó, everything. Nó như vậy thì em xúc động quá, thì em có hứa với lòng của em. Em chưa dám nói với mấy chú, nhưng mà em hứa với lòng của em. Em nói em về em sẽ cố gắng, em gọi những người bạn của em lại xin tiền để mà xây cho chú một căn nhà. Và cái chú đầu tiên một căn nhà. Thì may quá, mấy bạn em đã đáp ứng được cái lời kêu gọi của em. Có anh Michael Trương, ảnh là về anh đó là lính ở Mỹ nè. Thì ảnh làm trong Army, thì ảnh ủng hộ cho em được 2,000. Rồi một người bạn tên là Như Nguyễn ủng hộ cho em 500. Rồi chị Christine Quỳnh là một người bạn trong nhóm Houston Cảm ơn Anh ủng hộ em 1,000. Diệu Thảo là cũng một trong những cái mấy người làm trong Cảm ơn Anh á, là được 1,000 nữa. Và anh luật sư Christopher 500, coi như em gom được 5,000 thì em sẽ chia ra làm hai, thì em sẽ làm cho hai chú, mỗi chú một căn nhà, gọi là giống như nhà tình thương. Em rất là happy, rất là vui. Thì em có nói là em sẽ cover cái phần còn lại, nếu như có thiếu hụt cái gì đó. Thì hiện tại bây giờ là họ đang làm giấy tờ, họ xin giấy phép để họ cất nhà, thì em cũng nhờ người nhà bên đó họ lo giùm, là giống như là lo đi xin giấy phép để mà cất nhà. Tại vì hai người đó, hai trường hợp đó rất là đặc biệt, là có thể là họ cũng may mắn khi mà em về thăm, thì ngay cái lúc mà em cảm thấy cái cuộc sống họ nó quá cực khổ. Thì mới đầu có mấy người bạn của em họ nói là thôi đợi sang năm, khi mà mình tổ chức tiệc gây quỹ thì mình sẽ xin. Em mới nói em không có muốn đợi, lý do là nếu như mình đâu có biết anh, họ già rồi, 60 mấy 70 tuổi hết rồi, mà là thương phế binh nữa, họ thương tật trong người, họ đâu có khỏe đâu anh. Mình đâu có biết họ sống nay chết mai. Hôm nay mình nói họ đợi, có thể tháng sau hay là năm sau họ qua đời, họ mất, thì cái việc mình làm đâu còn ý nghĩa nữa anh. Dạ, nên em rất là tha thiết kêu gọi, mong mọi người hưởng ứng cái lời kêu gọi của em, để mà mình có thể làm được những cái việc mình nên làm hiện tại, mình đừng có chờ đợi. Tại vì khi mà mình chờ đợi, có thể là họ đã qua đời rồi. Giống như ba cái trường hợp mà em thấy, em về em tới thăm thì họ đã lên bàn thờ ngồi được mấy tháng rồi. Yeah. Anh thấy không? Thưa quý vị, những gì cùng Minh Tâm kể, nó giống như một cái câu nói người ta nói như thế này, là những gì chúng ta thấy
trong một giọt nước thì chúng ta có thể nhìn thấy trong một đại dương. Ta thấy cái gì có trong một cái giọt nước, ta có thể thấy cả cái đại dương. Trong cái mảng đời 24 gia đình như vậy, khi mà từ lúc nhận danh sách đến lúc về thăm thì ba người lên bàn thờ. Cái đời sống thương binh nó như vậy. 24 người chỉ có một người sống tạm tạm, 23 người khổ, người nhà thì như vậy, quý vị nghe hết rồi. Cho nên chúng ta hình dung được, qua cái giọt nước 24 gia đình đó, chúng ta nhìn thấy một biển của người của thương binh, chúng ta đang sống rất là cực khổ tại quê nhà như thế nào. Cho nên nhân cái lời kêu gọi của Nguyễn Phán, chúng tôi nghĩ thiết nghĩ là cô nên có một cái tổ chức, là ví dụ như một gia đình, mỗi gia đình một ân nhân đó, thì có thể khi mà chúng ta tổ chức Calibre Hân Hạnh có một phần bằng tay vào trong cái tổ chức này. Dạ. Để chúng ta có một cái tổ chức để mà huy động được cái lực lượng, đem đến cái thông tin nó rộng rãi hơn, và chúng ta tổ chức cái chương trình đó, nó song song với chương trình của chị Hạnh Nhân đó, để huy động cái nguồn lực nó về giúp đỡ thương binh nhiều hơn. Và bằng cách đó thì có lẽ chúng ta không có còn nhiều thời gian làm việc, bởi vì dạ, đúng rồi. Cứ mỗi ngày mỗi giờ thì những người thương binh sẽ phải ra đi trong thiếu thốn, trong cô đơn, trong lạnh lẽo và trong sự rất là buồn phiền. Cho nên có lẽ chúng ta nên cấp bách, phải không? Dạ đúng rồi. Thứ nhất là mình hỗ trợ họ về tài chính, thứ hai là về tinh thần nữa anh. Dạ. Món ăn tinh thần nó rất là quan trọng. Dạ. Bởi vì em cũng kêu gọi quý đồng hương mình về Việt Nam chơi, chịu khó nhín ra. Cái đó là bằng cái lòng của mình, bằng cái tinh thần trách nhiệm của một người sống đầy đủ, trả ơn cho những cái người đã hy sinh một phần thân thể của họ vì cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Nên em tha thiết mong, tha thiết kêu gọi những người bạn trẻ, những người, bất cứ người nào đó, khi mà về Việt Nam, mình bỏ một chút thời gian mình đến thăm. Anh biết gần như là tất cả trong số họ, họ rất là mừng, họ khóc. Thậm chí có cái chú đó, ổng bệnh, ổng mới bệnh viện về, ổng vừa khóc mà ổng vừa nói chứ: "Tôi vui lắm cô, tôi vui lắm, tôi vui không phải vì cái món quà cô mang tới cho tôi không. Đồng ý nó rất là quý đối với tôi, nhưng mà tôi vui hơn nữa, cái điều mà làm cho tôi vui nhiều hơn nữa là cô đã lặn lội cô tới đây cô thăm tôi. Khi mà cô tới cô thăm tôi như vậy, tôi cảm thấy được an ủi, tôi cảm thấy là dù sao đi chăng nữa, cũng một lần tôi đã sống cho cái lý tưởng của tôi, nó có được cái sự bù đắp. Một lần tôi sống cho cái lý tưởng của tôi, nó có được một cái gì đó gọi là an ủi khi mà tôi sắp gần đất xa trời. Khi mà tôi chết đi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, tôi cũng cảm thấy vui là ít nhất trong 40 năm qua cũng còn có người nhớ tới tôi, cũng còn có người đến thăm." Có lẽ câu chuyện cũng dài, chúng tôi xin phép kết thúc ở đây, bởi vì chúng ta sẽ còn tiếp tục có những hành động khác để mà tổ chức cái chương trình khác nhau để giúp đỡ thương binh tại quê nhà. Nhưng nếu quý vị có cùng, sau khi nghe câu chuyện này, có cùng cái tâm trạng với Minh Tâm, tâm trạng chung với Nam Lộc, với Nguyễn Xuân Nam, thì quý vị có thể gọi cho số điện thoại Minh Tâm, số mấy có thể xin được không? 281-650-4789. Dạ. Một lần nữa Minh Tâm. Dạ, 281-650-4789. Và có lẽ đó là một cái nợ ân tình mà chúng ta phải thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị, và rất là cảm ơn Minh Tâm. Và nói cháu Kevin á, Kenny là chú của Nam nợ một cái món quà nhỏ cho cháu. Bởi vì nhìn cháu là mới 11 tuổi theo mẹ lặn lội đi quay phim để thực hiện một cái video tuy không chuyên nghiệp gì hết, nhưng mà rất là đáng quý, phải không thưa quý vị? Rất là cảm ơn Minh Tâm và đặc biệt cảm ơn cháu. Xin trân trọng chào quý vị và chào Minh Tâm. Dạ, Minh Tâm xin cảm ơn quý khán thính giả, quý đồng hương đã theo dõi cái buổi hội thoại giữa Minh Tâm và anh Nguyễn Xuân Nam. Ok, xin chào cô.